Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào dân người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lời luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đứng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng tôi biết. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta đọc kinh Chuyện Tin đó, nếu chúng ta còn đọc đó, thì chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Và ở trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó, ngôi lời đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta, nhắc cho mỗi người chúng ta nhớ mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa nhập thể làm người mà hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Giáng sinh của Chúa. Chúng ta nhìn lại Thánh Kinh một chút để thấy rằng ngay từ đầu đó, Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta là muốn cho con người chúng ta được hạnh phúc, chia sẻ cái hạnh phúc với người. Nhưng mà ông bà nguyên tổ chúng ta có thể nó đã sa trước cám dỗ, đã bị ma quỷ với hình con rắn dỗ dành và đã bất tuân lệnh Chúa, muốn bằng Chúa, do đó đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cái bài giáo lý vỡ lòng mà chúng ta học từ nhỏ đó, nghĩa là Thiên Chúa là nguồn sự sống, và khi con người ta bị lìa xa sự sống, tức là đi đến cái chết. Và trong cái lời tuyên án phạt con rắn thì có cái tin mừng thứ nhất: con rắn sẽ bị trút giữ, và dòng dõi của người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn. Người nữ dập đầu con rắn, đó là báo trước cái tin mừng thứ nhất, báo trước
Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa, sẽ xuống thế làm người ở cùng chúng ta, và qua cái chết trên thập giá, Người chuộc tội cho nhân loại và chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta, để mỗi người chúng ta có thể gọi Thiên Chúa một cách thân mật là Cha ơi, cái tiếng đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta phạm tội trong vườn địa đàng. Và chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một cho chúng ta. Và ngôi hai Thiên Chúa không có nhất quyết phải giữ cái địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng mà đã bỏ trời xuống thế làm người ở cùng chúng ta, nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi. Và Chúa đã giáng sinh trong một cái hoàn cảnh có thể nói là ngặt nghèo, nghèo khổ ở trong hang súc vật. Và thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi được may mắn nhiều lần dẫn đoàn hành hương đi sang bên Israel, tháp tùng Đức Hồng Y đó. Khi đến đó khoảng 6 lần mà chúng tôi để mà xếp hàng đi vào hang Bethlehem ở dưới cái máng cỏ đó, thì nhiều khi xếp hàng, nếu mà bình thường xếp hàng có khi cả nửa ngày thì mới vào được. Có khi là xếp hàng tới giờ đóng cửa thì phải đi về, bởi vì tất cả mọi người Kitô hữu, những khách hành hương ở trên thế giới, thưa anh chị em, đã đến đó để đến hang Bethlehem đó, đi được đi xuống ở phía dưới, ở dưới máng cỏ, để rồi quỳ lại ở đó, nói lên cái lòng gọi là tôn sùng, mến yêu của mình. Tôi nhớ có một lần, tôi không có đi với đoàn của Đức Hồng Y, nhưng mà tôi năm 2009 nhân năm linh mục, tôi xin phép Đức Hồng Y đi khỏi giáo phận của mình một tháng, vắng mặt một tháng. Và tôi tham dự một cái đoàn hành hương gọi là Circuit Paris Saint Paul, tức là theo bước chân của Thánh Phaolô do dòng Đức Mẹ lên trời ở Paris tổ chức. Mà anh chị em biết, người châu Âu mà, ở đó có đi trên cái đoàn đó có 12 quốc tịch khác nhau, có mấy giám mục và 40 linh mục, cùng với đoàn hành hương tất cả khoảng chừng mấy trăm người đó, 300 mấy chục người đó. Rồi trong số đó chỉ có hai người Việt Nam, tôi và một cha bạn ở bên Pháp. Khi đến tại Bethlehem, thưa anh chị em, xếp hàng không được, đông quá chừng. Rồi tới chiều đó, cái lúc mà phải đóng cửa đó, thì người ta phải đóng cửa vì vấn đề an ninh, còn mở cửa tiếp là sẽ gặp khó khăn với an ninh của Israel, vì vậy đó là cái vùng của Palestine họ cai quản. Anh chị em biết, Việt Nam mình thì chắc không có làm đến nỗi như vậy, nhưng mà người châu Âu, người bên họ rất là thẳng và khó chịu. Họ phản đối to tiếng đó, phản đối cái vị mà giữ cái đền thánh đó. Thành ra chúng tôi lúc đó họ rất là bối rối. Họ nói rất xin thông cảm, bởi vì chúng tôi nếu mở cửa tiếp là chúng tôi sẽ gặp khó khăn với bên an ninh Israel. Anh chị em biết, sau cùng có đoàn mấy trăm người phải đi về, đi ra xe và trở lại đi xuống tàu. Cho anh chị em thấy, một cái giáo phận, một cái giáo phận khác cũng vậy. Ở Việt Nam mình thì các cha đi thấy đông đó, thôi để bữa sau mình đi chắc ít hơn, bữa sau càng đông hơn nữa, rồi đi qua tới bên đó mà không viếng hang Bethlehem được, cũng như không viếng mồ Chúa được. Cho nên chúng ta thấy cái lòng đạo đức của người Kitô hữu chúng ta trên thế giới là rất lớn, thưa anh chị em. Đấy, hôm nay thì tôi đến đây muốn nói một vài điểm thôi, nhắc lại về tình yêu của ngôi hai Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể làm người ở cùng chúng ta vì yêu thương chúng ta, yêu thương đến chết trên thập giá, mà nhờ cái chết đó để chuộc lại cái tội mà ngày xưa ông bà tổ tông chúng ta đã phạm trong vườn địa đàng. Thưa anh chị em, tôi muốn kể một cái câu chuyện ngắn thôi để mà minh họa về cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Bởi vì thú thật với anh chị em đó, hôm nay nếu mà không phải cha Bình của giáo xứ Bình Thọ mời là tôi sẽ từ chối đó, vì nó quá mệt. Những ngày rồi nó liên tiếp tiếp khách, rồi ngày thứ 6 23 gọi là Đức Tổng gọi là làm phép cái dàn chuông gọi là carillon của nhà thờ Đức Bà. Bởi vì những cái chuông lớn không có được phép giật, anh chị em, không được phép đổ chuông nữa, nó làm cho sập nhà thờ đấy.
Cho nên đâu có dám, 3 năm rồi đâu có dám giật nữa. Thành ra chúng tôi phải nhập cái chuông từ ở bên Đức về, cái dàn chuông, rồi phải chuẩn bị cho rất nhiều thứ. Rồi lễ hồi tối hôm qua, cho nên hôm nay quả thật là tôi rất là mệt. Và cứ là muốn nói thú thật với anh chị em, nhiều khi chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Nhưng mà vì cái lòng quý mến đối với cha Bình, đối với cộng đoàn giáo xứ Bình Thọ này, mà tôi rất thương cha Michael Nguyễn Hữu Phú, cho nên khi cha Bình nói là tôi nhận lời ngay. Và dù hôm nay rất mệt nhưng mà tôi cũng đến, thành ra cũng không thể nói dài hơn. Rất mong anh chị em thông cảm. Và trong thực tế đó thì không ai trong chúng ta mà muốn nghe bài giảng dài đó, ai cũng muốn ngắn thôi. Ngắn càng tốt, nhưng mà đừng có ngắn quá thì không có được nha. Cái câu chuyện này thưa anh chị em, anh chị em cũng có thể nghe rồi ở đâu đó, nhưng mà khi mà tôi nghe câu chuyện này và tôi đọc câu chuyện này đó, thì cái câu chuyện này làm nghĩa là lấy nước mắt của rất rất nhiều người trên thế giới. Trong số đó có tôi, khi mà tôi vẫn làm một vụ ở bên gia đình đó, 41 năm tất cả, 29 năm làm cha phó và 12 năm làm cha sở. Rồi sau đó tôi về nhà thờ Đức Bà thì mới có mấy năm vâng lệnh Đức Cố Tổng Phaolô để lãnh trùng tu nhà thờ Đức Bà. Thì thứ nhiên tôi kể câu chuyện đó thì mọi người đều cảm động. Cái câu chuyện nó xảy ra đêm Noel, đêm 24. Cái thời điểm tôi không có nhớ. Nhưng mà buổi chiều anh chị em biết mùa đông ở bên châu Âu đó thì tuyết rơi kinh khủng lắm, rơi dày đặc. Thì có một bà bác sĩ, bà lái xe đi về sau khi xong việc ở bệnh viện, bà đi về làng của bà. Thì khi đi về làng đó, bà phải đi qua một cây cầu. Phải đi qua cây cầu thì mới vào làng được. Mà lúc đó tuyết bắt đầu rơi rồi. Thế thì bà lái xe đi, tất nhiên là đóng cửa kính. Nhưng mà khi tới gần chuẩn bị vượt qua cái cầu đó, cái cầu thấp thôi, thì cái xe của bà tự nhiên chết máy à? Có lẽ nó lạnh rồi sao đó không biết, xăng không chạy được, mà đề lại cũng không chạy được. Thế bà mới mở cửa xe, bà đi xuống, tất mặc áo rất là kỹ. Xuống thì bà nghe văng vẳng ở đâu đó, ở dưới chân cầu, nghe cái tiếng một em bé khóc. Ý bà nghĩ, ủa giờ này mà ở đây mà sao có em bé, tuyết rơi như thế này mà có em bé nào ở đây mà khóc gì nè. Bà cũng nghe nó lạ và cũng không biết có cái gì, có thể giúp được cái gì. Bà mới lần theo cái tiếng khóc đó, tiếng khóc đứt quãng, và lần theo cái tiếng khóc đó bà đi xuống dưới cái dạ cầu. Thì bà thấy cái gì? Thấy một em bé, nó lạnh tím tái hết rồi, nó khóc vì nó lạnh quá. Và thấy nó được đắp bởi một cái áo khoác rất là dày. Và kế ở bên đó, người mẹ của nó đã chết. Nghĩa là một người phụ nữ, nghĩa là đáng lẽ đi đến bệnh viện phụ sản đấy, nhưng mà giữa đường thì có lẽ đi không kịp, phần bị tuyết rơi, thì cái người phụ nữ đó đã sinh con ở dưới cái dạ cầu. Và bà nghĩ rằng để bảo vệ cho đứa con của mình khỏi chết, bà lấy tất cả cái áo lạnh, áo khoác của bà đắp cho nó, và bà chết cống. Cái bà bác sĩ đó, bà tội nghiệp em bé quá, bà mới quấn em bé trong cái áo lạnh đó, đem lên xe trở về nhà của mình. Bà vốn là bác sĩ nên mà biết cách để mà cấp cứu. Và rồi cái thời gian trôi qua lâu lắm. Khi mà cái em bé trai đó nó lớn một chút, nó có tới cái tuổi, nghĩa là nó hiểu biết rồi đó, 8, 9, 10 tuổi, 11, 12, mình tôi không có nhớ rồi. Bà mới kể lại cho nó nghe cái câu chuyện này, bà đã cứu nó như thế nào, và mẹ nó đã hy sinh, đã chết như thế nào để cho nó được sống. Thế thì nó không có nói gì, lúc đầu nó không có phản ứng gì, nhưng mà nó suy nghĩ và dần dần nó làm thinh thôi, nó tìm hiểu. Bữa đó cũng nhầm, cũng đêm 24 tháng 12, nó mới nói với bà bác sĩ mẹ nuôi của nó đó, nó mẹ,
Mẹ chở giùm con đi ra cái chỗ mà hồi xưa người ta đã chôn mẹ của con, mẹ ruột đó. Cái nó đi ra, bà bác sĩ, bà mới chở nó đi theo cái yêu cầu đó. Và nó nói mẹ chở con đó nhưng mẹ không có được đi theo con, mẹ phải đứng ở đằng xa. Bà này bà không biết nó muốn làm cái gì. Thế bà nói được rồi, mẹ sẽ đứng đằng xa, mẹ không có đi theo con. Con đi vô mộ, nó nói con đi vào trong mộ. Thế rồi khi mà nó đi vào trong mộ thì bà bác sĩ, bà cũng tò mò, không biết cái đứa thằng nhỏ này nó muốn làm cái gì. Khi mà nó đi vào trong đó, anh chị em biết, tới cái mộ của mẹ nó đó, nó cởi hết quần áo ra. Bà đứng xa xa thôi, bà không dám lại gần. Và nó lấy cái áo lạnh mọi thứ, nó đắp lên mộ của mẹ nó. Và nó khóc, nó nói rằng mẹ lạnh lắm phải không, bây giờ con đắp cho mẹ ấm. Cái câu chuyện đó nó gây xúc động cho rất nhiều người và nhắc nhở chúng ta về tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài Thiên Chúa đã bỏ trời xuống thế làm người ở cùng chúng ta, Giáng sinh trong cái cảnh cơ hàn, cảnh rét mướt ở bên vùng Trung Đông, thưa anh chị em. Ở đây đó, ở Việt Nam mình á, nhiều khi nóng, tới khi đêm nay ăn mưa nữa. Nhưng mà khi tôi sang bên đó, cái dịp chưa phải là mùa đông đâu. Nhưng mà thưa anh chị em, nó cũng lạnh rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu, ở bên đó trong cái hoàn cảnh, Chúa Giáng sinh trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, và trong một cái hang súc vật, trong một cái máng của mà có súc vật nó ăn đó, để cho thấy cái tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nó sâu đến mức nào, thưa anh chị em. Để đền đáp là cái tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì mỗi người chúng ta cũng phải thể hiện cái tình thương đó đối với tha nhân, đối với người, mọi người xung quanh của mình. Nói như Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đó, đức tin đó mà Chúa ban cho chúng ta đó, đòi buộc chúng ta phải sống đức ái. Và ai trong chúng ta sống đức ái là chu toàn cả lệ luật của Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay đó, trong cái chiều hướng mà rao giảng tin mừng, nghĩa là giới thiệu Chúa cho người khác, người ta thích, người ta chuộng cái chứng từ của đời sống hơn là những bài nói chuyện diễn thuyết tràn gian đại hải. Cho nên nếu mà chúng ta sống bác ái yêu thương, giúp đỡ mọi người chung quanh, phục vụ theo gương Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ làm tròn cái sứ mạng của mình là giới thiệu Thiên Chúa, là tình yêu, là cha và lòng thương xót cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng dành một chút để suy nghĩ lại, có trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta đã sống tình bác ái yêu thương như thế nào, và chúng ta đã làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu, là cha và lòng thương xót ra sao.